Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mới về nha. Cây này phong thiên nhiên, bầu đất riêng nhà mình. Cây này phong quái nha, rất là già cây luôn nhà mình nha. Cây này có mã số là 959, có số đo tổng hoành gốc là 110, cây cao là 28 nha mình nha. Cây cao tính từ đây nha, tính từ cái mặt đất này lên tới cái đỉnh này nha là 28. Cây đang nằm bầu đất rinh là 37 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.300k bao ship bao sống nha mình, yên tâm nha. Cây đang đâm lộc non luôn nha mình nha, rất là khỏe luôn nha mình. Đây, đâm lộc non rất là khỏe luôn đây nhà mình nha, quá khỏe luôn. Đây, cây rất là già, già sần sùi nè. Đây, tay này nhìn rất là côn nha mình nha, rất là già luôn, dáng quái. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Cây này phôi mới về nhà mình yên tâm. Rồi, mã số 959, 1.300k bao ship bao sống nha mình yên tâm nha. Phôi này quá vip rồi. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn.